Hoa hậu Thanh Thủy nổi bật khi chung khung hình với ba nàng hậu nổi tiếng V-Biz. Bốn nàng hậu đình đám là Thủy Tiên, Mai Phương, Thiên Ân và Thanh Thủy đã gây chú ý khi cùng tham gia một sự kiện. Vào chiều ngày 20 tháng 4, Hoa hậu Thủy Tiên đã đăng tải hàng loạt bức hình xuất hiện trong một sự kiện. Tại đây, người đẹp sinh năm 1998 đã hội ngộ gặp gỡ với dàn Hoa hậu đình đám trong showbiz Việt là Mai Phương, Thanh Thủy, Thiên Ân. Bức hình hội tụ bộ tứ nàng hậu nổi tiếng nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Hoa hậu Thủy Tiên, Thiên Ân lựa chọn trang phục nữ tính quyến rũ tham gia sự kiện. Trong khi đó, hai nàng hậu là Thanh Thủy và Mai Phương lại có phần cá tính và mạnh mẽ hơn. Khi chung một khung hình, các người đẹp khiến người hâm mộ trầm trồ vì nhan sắc và thần thái cực đỉnh. Ai ai cũng sở hữu nét đẹp riêng của bản thân, bốn nàng hậu đã có màn so kè nhan sắc bất phân thắng bại. Trong lần đụng độ nhan sắc này, Hoa hậu Thanh Thủy được cho là có phần nhỉnh hơn vì chiều cao nổi trội 1m75 và đôi chân dài thẳng tắp. 4 tháng sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, người đẹp sinh năm 2002 ngày càng nhuận sắc. Năm 2022 được xem là năm bùng nổ của các cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam. Điều này khiến cho khán giả không thể nhớ rõ tên các cuộc thi, gương mặt cũng như tên của các Hoa hậu. Có tới hơn 20 cuộc thi Hoa hậu lớn được cấp phép tổ chức, chưa kể đến các cuộc thi Hoa hậu doanh nhân, Hoa hậu nhí, Hoa khôi hoặc các cuộc thi sắc đẹp quy mô cấp tỉnh. Tuy nhiên, trong đó vẫn có những cuộc thi sắc đẹp lâu năm và uy tín, tôn vinh vẻ đẹp thuần Việt, văn hóa Việt Nam. Hoa hậu Thủy Tiên, Mai Phương, Thanh Thủy, Thiên Ân là những người đẹp đăng quang từ những cuộc thi danh giá. Không chỉ ghi điểm với khán giả vì ngoại hình xinh đẹp, các nàng hậu còn chứng minh được tài năng của bản thân và lan tỏa những điều tích cực, điều tốt đẹp tới cộng đồng.